Xin Thầy giảng giải thêm câu thắng được người khác chưa là vĩ đại, thắng được chính mình mới là vĩ đại. Tại sao gọi là thắng được người khác không là vĩ đại? Có thể mình thắng xong người khác mình là vĩ đại chứ không phải là vĩ đại. Bởi vì con người của mình là mình tự chủ được, và có những cái điều mình không tự chủ được thì mình sẽ sa hầm rớt hố. Cho nên mình thắng được mình mới là cái sự chiến thắng vĩ đại. Ví dụ bây giờ cái người đó họ giận, họ đánh mình cái, mình giận quá mình đánh họ 5 cái để gọi là anh hùng, là vĩ đại. Nhưng mà sau đó rồi bao nhiêu những cái hệ lụy nó có thể sanh ra đó. Hay thậm chí mình giận quá mình cầm một cái dao mình giết người, nhưng mà sau khi người đó chết rồi á thì mình cũng phải trả cho một cái giá rất đắt, đó là tù tội luật pháp. Bây giờ mình vừa cầm cái dao lên mình nghĩ tới, thôi bây giờ mình hãy làm cái này là tù tội nè, dằn cái cơn giận xuống. Dằn được cái cơn giận xuống đó là sự chiến thắng vĩ đại, gì mình thắng được mình. Bởi vì cái của mình mà mình không thắng được thì thắng ai để làm gì? Cho nên xin lỗi đại chúng, thưa đại chúng, là Đức Phật dạy là con người chúng ta ai cũng còn ham muốn hết á. Bởi vì mình là con người sống trong cõi này và được Đức Phật mệnh danh là cõi dục. Cõi dục là cõi gì? Cõi ham muốn. Cho nên ai mà nói tôi giờ hết ham muốn rồi là không đúng. Có điều là tôi chỉ muốn theo nhu cầu chứ tôi không muốn theo cái tham cầu. Cái nhu cầu là mình cần, ví dụ cần một đôi dép. Người nào mà không có đôi dép? Bắt buộc phải có một đôi dép. Chúng ta có một đôi dép là nhu cầu, 10 đôi dư là tham cầu. Mà đa số là mình dư chứ không có thiếu. Thì quý vị nhớ cái gì mình dư gọi là tham cầu. Còn cái chuyện nhu cầu là chuyện bình thường, thắng được cái đó. Bây giờ ví dụ hồi xưa, hồi đó mình chưa tu tập, mình có thể tham cầu quá chừng cũng đâu có lỗi, tiền của mình mà. Vậy bây giờ mình thấy ôi mình mua nhiều rồi cũng vậy, mình để nó đầy nhà chật chỗ thôi, bây giờ mỗi lần sắp sửa mua cái đó thôi, không cần. Đó, thắng được cái chỗ đó cho là mình thắng mình chứ gì đâu. Vậy thì cái thắng mình đó là cái quan trọng. Bởi vì mình thắng được một cái nhỏ thì mình sẽ thắng được nhiều thứ khác, chứ không phải nó ở sự nóng giận. Tham cũng có thể, sân cũng có thể, si mê cũng có thể, nghi ngờ cũng có thể. Cho nên mình thắng mình là quan trọng. Thí dụ như hồi nhỏ Pháp Hòa hay để trước bàn học Pháp Hòa một câu: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Hồi nhỏ Pháp Hòa để một câu đó ngay bàn học á: con chấp nhận thua tất cả để con được thắng con. Tại vì con người của mình là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến đầy dẫy. Giỏi một chút thôi là bắt đầu mình lên, là mặc dù mình lùng tịch. Thành thử là mình mới thấy là mình thắng được mình mới quan trọng, còn mình thắng người khác. Tại vì sao? Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Một mình giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Mình đi máy bay á, mình ở trên mình nhìn xuống thầy vẫn thấy mây, nhìn lên vẫn thấy trời. Rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Ngoài cái giỏi của mình có người giỏi hơn, mình chưa là giỏi đâu. Mà thắng được mấy cái đó đó, mà tại vì sao? Vì cái tâm niệm của chính mình mới đưa mình vào chỗ chết, đưa mình vào cái chỗ luân hồi sanh tử, đưa mình vào cái chỗ lỗi lầm. Còn mình thắng được người ta bất quá thắng được cái hiện tượng lúc đó, chứ còn không giúp cho mình được gì hết. Là cái ý nghĩa nó là như vậy.